em chào chị, thì hôm nay là mình đến địa chỉ lần thứ mấy rồi hả chị? Hôm nay là lần điều trị lần thứ ba. Thì sau hai lần điều trị thì mình thấy da mặt mình có cải thiện được hơn chưa chị? Thì thấy là cái nốt ở trên da của mình á, là những cái nốt hồng á, thì nó đỡ đỏ hơn, đỡ ửng hơn. Thì cái lúc đầu thì thấy nó cũng nó còn hồng, nhưng bây giờ nó đỡ đỏ hơn, nó nhạt như cái vết thâm. Đồng thời là cái lỗ chân lông mình nó cũng xe lại một chút nữa. Thì theo như đánh giá của mình á, thì da của mình những cái vết sẹo lõm á, thì nó đã đầy được bao nhiêu phần trăm rồi ha? Cái này thế mà chị tự đánh giá, thì tại vì lúc mà vết sẹo mà nó đầy lên là lúc đó da mặt bạn thấy nó căng lên, thì nên là theo mình đánh giá thì mình nhìn thấy những vết thâm của mình nó khoảng tầm là 60-70% rồi. 60-70% là ban đầu là mình đã mong muốn là 60-70% rồi, thì hiện tại là nó cũng đã đạt cái yêu cầu của mình chưa hả chị? Thì cũng đã đạt yêu cầu của mình rồi. Thì cái lần điều trị thứ ba này á, thì mình sẽ cải thiện da nó tốt hơn ha. Thì khi mà mình điều trị về á, thì mình có chăm sóc da thêm không chị? Về thì mình như theo hướng dẫn của bên Dr. Scar thì mình chăm sóc ban đầu là nước muối, sau đó mình cũng dùng sữa rửa mặt và dùng tẩy trang, và sau đó mình cũng dùng thêm đó là cái mịch xịt khoáng đơn giản thôi. Nhưng mà bản thân mình cũng thấy là da mặt nó tốt hơn rồi, nên không cần dùng nhiều mỹ phẩm khác. Khi mà mình về thì các chị tư vấn viên có gọi điện hỏi han về da mình không chị? Mình thấy là có bạn Trúc ấy, thường xuyên nhắn tin Zalo mình luôn, gọi mình rồi hỏi chăm sóc da như thế nào, cũng như là về cái lịch trình tư vấn mình rất là sát sau mỗi lịch trình luôn á. Cũng chúc mừng chị ha, da mặt thì em thấy nó đã đầy sẹo rồi và đang cải thiện rất là tốt á. Thì không biết là chị có cảm nhận gì về cái dịch vụ phòng khám cũng như là bác sĩ lúc mà điều trị không ha? Mình thấy lần nào mình đến cũng vậy hết. Hôm nay là đến lần điều trị lần thứ ba thì mình thấy các bạn luôn luôn giữ nguyên một cái tinh thần gọi là nhiệt huyết luôn, lúc nào cũng tươi trẻ, lúc nào cũng vui vẻ luôn. Bao gồm là các bạn tư vấn luôn tới với bác sĩ luôn, ai cũng điều trị thương hết. Rồi thì khi mà cái làn da mình được cải thiện như vậy á, thì mình có cảm giác như thế nào hay chị, mình vui không? Cảm thấy vui, tại vì bây giờ độ tuổi của mình lớn rồi, mà mình nhiều khi mình cái chi phí chăm sóc da nó quá tốn kém, thì mình thấy qua những cái liệu trình mà mình được điều trị, mình không có phải mua mỹ phẩm nhiều, ngoài ra là mình có thể cảm thấy nó an tâm hơn về cái da mặt của mình, nó đã cải thiện hơn lúc trước rất nhiều. Thì sau khi mà mình điều trị hai lần rồi á, thì da mặt mình cũng cải thiện rồi, thì không biết là mọi người xung quanh có khen ngợi mình về cái làn da mới không chị? Tại công việc mình dạy học có tiếp xúc với mấy đứa nhóc, nhưng mấy đứa nhóc nó cũng rất là tinh ranh. Nó nhìn cái là nó cũng biết sao mấy này sao da mặt cô đẹp hơn, cô ít mụn hơn nè, nó còn lấy tay sờ vô mặt mình nữa. Rồi có phụ huynh cũng nói là nay da của em sáng hơn rồi, thì mình cũng không có hỏi gì nữa nha, mà tự họ nói luôn á, nên là mình cũng cảm thấy tự tin hơn một chút. Mình điều trị da quá là thành công rồi đúng không chị? Thì là em mong lần điều trị lần này thì mình sẽ được cải thiện hơn nhiều hơn nữa, để cái da mình đẹp hơn, mình tự tin hơn hả chị? Cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người và rất là Sky nha. Yeah.